Exactamente. Rồi đợi chút. Chị đặt lên lên mua trong đợi trong gọi. Không, ngồi đây đợi chút em. Như nó có chồng cô nô rồi nó hơi đừng đó. Từ bay nhìn ra tôi khách vô chọn bay thì đi lần đầu có chưa biết bói gì hết. Nó chạy vô xí, nó chạy vô trà mới nè. Nàng của nó ngủ nắm.
Nghe du lịch nghe so nghe. Nghe đi Sài Gòn thấy nó bình thường. Cho quay chứ không vui lắm. Đi mà em nói là chắc đủ hát người này tới người kia á. Ừ. Mấy đứa này nữa. Ừ, thú bọn chứ, hay là chồng bọn chứ. Đâu có không biết à, bữa ta đi nhậu với thằng cái em thèm nói chuyện hay sao. Rồi mà em thèm nghe má đó. Sài Gòn sao nó nhỏ cái buồn buồn á, cứ nhà không biết. Chưa về hết. Chưa. Không đi cha mà. Chắc cha tụi em vô luôn quá. Bà chị bà rủ vô mía. Mà chưa đi. Đang khi đó bà đoan ở Hà Nội đó, đoan ở quê chồng đó. Ừ. Mới hai với ông ba thôi. Ừ. Thôi ngồi vô nói chạy gì đây. Vô thăm bà con đi vòng quanh. Tự bút xe đây hả? Ừ. Tối chuyện nè. Cái là mụn bị lông trai khó thấy. Cho vô giường trăm cùng đi nha.
khác chưa?